biết không, cà rốt là một món ăn có rất nhiều chất dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Và đặc biệt là những loại cà rốt bi như thế này thì nó rất là ngọt và rất là ngon. Thì sẵn dịp hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để thực hiện món cà rốt xào với là thịt bò, một món ăn cũng khá là ngon và đầy chất dinh dưỡng. Những loại cà rốt bi như thế này nè thì nó sẽ ngọt hơn, nó sẽ ngọt hơn và giá thành nó cũng cao hơn một phần so với cà rốt bình thường, nhưng mà bù lại là một cái là nó rất là ngọt, rất là thơm và có thể ăn sống cũng được. Các bạn ơi, nguyên liệu cực kỳ đơn giản luôn, thì chúng ta cần có cà rốt. Các bạn thể dùng cà rốt thường hoặc là cà rốt bi, xào kèm chúng là thịt bò. Các bạn có gia vị, tiêu, dầu ăn, tỏi và nước tương cho thật món ăn chúng ta thật là thơm. Cà rốt thì các bạn xử lý bào vỏ và chúng ta cạo sạch lớp vỏ bên ngoài và chúng ta sẽ cắt vừa ăn. Các bạn thấy là bò thường kết hợp với cà rốt trong rất là nhiều món ăn, ví dụ như là bò kho, ragu chẳng hạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ thực hiện cà rốt xào thịt bò. Đầu tiên mình sẽ cho dầu ăn vào. Để khi dầu ăn của chúng ta nóng thì các bạn sẽ cho vài tép tỏi vào để cho món ăn của chúng ta sẽ thơm hơn. Sau khi tỏi của chúng ta đã thơm thì bắt đầu chúng ta sẽ cho cà rốt vào. Chúng ta sẽ đảo sơ phần cà rốt của chúng ta vào tiếng xèo xèo rất là thơm và hấp dẫn. Các bạn sẽ đảo phần cà rốt cho đến khi phần cà rốt chúng ta chín và thơm, xăng lại là được. Sau đó chúng ta sẽ cho thịt bò vào. Các bạn lưu ý là thịt bò chúng ta có rất là nhiều nước nên nó sẽ văng rất là nhiều, thì các bạn sẽ cho thêm một ít nước dùng vào. Tiếng xèo xèo cực kỳ hấp dẫn, làm mình thèm ăn ngay. Bạn sẽ đảo phần thịt bò. Bạn thấy màu sắc của chúng ta rất là đẹp đúng không? Khi thịt bò chúng ta bắt đầu săn lại thì các bạn sẽ nêm nếm cho vừa ăn. Thì các bạn hãy cho đường, bột ngọt, tiêu. Chúng ta sẽ cho thêm nước tương vào để phần thịt bò chúng ta sẽ thơm hơn, dậy mùi hơn. Và khi chúng ta cho nước tương vào thì màu sắc nó sẽ rất là đẹp hơn nữa. Chúng ta sẽ đảo sơ và kế tiếp chúng ta sẽ cho phần tiêu vào luôn. Kết hợp với một ít tiêu thì món ăn chúng ta càng thêm đậm đà hơn.